và xin được tiếp tục với bản tin. Những ngày vừa qua thì đó là những ngày khốn khổ vì chiều cường vừa tạm qua thì người dân tại thành phố Hồ Chí Minh lại phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí quay trở lại. Chỉ số chất lượng không khí ngày hôm nay được ghi nhận ở mức có hại cho sức khỏe. Sáng nay ngày 3 tháng 10, mặc dù trời xanh nắng đẹp nhưng ở tầng thấp hơn, không khí ô nhiễm đã khiến các tòa nhà chìm trong mù, tầm nhìn giảm xuống thấp. Dù chỉ cách nhau con sông Sài Gòn, nhưng từ khu trung tâm quận 1 đã không thể thấy bán đảo Thủ Thiêm. Nhiều khu vực gần nhau cũng khó quan sát hoặc gần như biến mất trong không khí mù mịt đặc. Trong trên trang AirVisual, chỉ số chất lượng không khí AQI AQI sáng ngày 3 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh là 165 có hức mức có hại cho sức khỏe. Ở mức này người dân được khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài đường để giảm bớt tác động của ô nhiễm không khí.